Chào mừng quý thính giả đã đến với kênh Radio Hay Quý vị và các bạn thân mến Xưa nay ngoại tình là chủ đề sôi sục cho mọi người bàn tán và bình phẩm Mặc cho xuất phát điểm của chuyện ngoại tình là từ đâu Người đời cũng mấy khi nghe lời bao biện về lý do của việc ngoại tình Hôm nay Nhật Lệ sẽ mang tới cho quý thính giả một câu chuyện Đó là dòng tâm sự của một cô gái có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc và rồi Cô lại lún chân vào hố sâu ngoại tình, điều mà trước đây chỉ nghe nói thôi là cô đã rất ghét, cô không có thiện cảm, cô không muốn tiếp xúc và quen mít với những người ngoại tình. Ngay bây giờ, quý vị hãy cùng với Nhật Lệ lắng nghe tâm sự của người đàn bà này nhé. Và sau khi nghe xong, nếu quý vị thấy hay, hãy like, chia sẻ để nhiều người cùng được thưởng thức quý vị và các bạn nhé. Có lẽ mọi tội lỗi trong cuộc đời này Chẳng có gì đáng sợ và đáng bị lên án như cái tội ngoại tình Ngoại tình Chủ đề sôi sục cho mọi người bàn tán và bình phẩm Bất kể khi nào có chuyện lùm xùm về những vụ ngoại tình Là y như rằng đó là chủ đề cho người người nhà nhà bàn tán Người ta cứ thản nhiên bình phẩm, chê bai, lăng mạ những con người trong câu chuyện đó Thậm chí người ta còn lấy ra làm trò đùa mà cợt nhả mua vui cho nhau trên mạng cũng đúng thôi Xưa nay cái chuyện tranh chồng cướp vợ Vốn dĩ nó đã chẳng hay ho gì Bạn đời thiếu trung thủy Mấy ai mà không tránh khỏi đau lòng Bởi thế mà mới sinh ra những bà vợ Có máu hoạn thư Hay những người chồng thiếu kiên nhẫn Thói đời vốn dĩ ích kỷ Chẳng một người đàn bà nào Sẵn lòng chia sẻ vòng tay chồng mình cho kẻ khác Hay mà cũng chẳng người đàn ông nào đủ bình tĩnh khi biết được vợ mình đang chia sẻ sự quan tâm cho bất kỳ một người đàn ông nào khác xét về phương diện từ bên ngoài là thế nhưng thật lòng nào đã một ai từng hiểu được trong lòng của những người trong cuộc họ đang nghĩ gì xuất phát điểm của chuyện ngoại tình là từ đâu không sẽ không một ai hiểu và cũng chẳng một ai nghe lời của một kẻ phản bội nói bởi vốn dĩ khi đã bước chân vào vũng lầy ngoại tình thì đó đã là một tội lỗi lớn là một vết nhơ muôn đời chẳng thể nào hô rửa được người ta thường nói đàn ông khi ngoại tình thường lo sợ gia đình bị tan vỡ còn đàn bà một khi đã tan vỡ mới lựa chọn ngoại tình tôi cũng chẳng tự định nghĩa được điều này có đúng hay không hay chỉ là vì một lý do mà tôi níu với để mà bao biện cho cái việc tôi đang ngoại tình đúng tôi là một người đàn bà ngoại tình có thể mọi người sẽ bỉ bôi rằng tôi là một con đàn bà chơ chẽn khi lại dám vinh mặt tự đắc khoe rằng mình đang ngoại tình hay là cái loại chơ chơi mặt thớt dám hiên ngang khoe chiến tích như là một kẻ không não. Nhưng mà một lần ở trong cuộc để hiểu tâm can của những người như tôi thì khi đó mới có thể hiểu được trong tôi cũng đang đau đớn một nỗi đau và trong lòng tôi đang dậy sóng đến nhường nào. Tôi cũng chẳng phải là khoe mẽ Cái sự chơi chẽn của mình Chỉ là tôi cũng muốn một lần được trải lòng mình Để nói ra những dây dứt trong tông can mình Chẳng phải là sự bao biện cho cái sai lầm của mình Chỉ là tôi muốn được nói ra cho nhẹ lòng Chút hết những điên cuồng đang ngày ngày gặm nhấm trái tim tôi Ngoại tình Trước đây đối với tôi Cái từ này là một từ nhạy cảm Tôi không bao giờ có thiện cảm với những người Có quan hệ ngoài luồng Tôi không ghét không chỉ trích Chỉ là tôi không muốn tiếp xúc Và có sự quen biết với những người như thế Đối với tôi khi đó Ngoại tình là một điều rất ghê tởm Và kinh tởm Tôi vẫn chẳng bao giờ Có thể hiểu được những con người đó Tại sao lại có thể lên giường chung đụng với người không phải là vợ hoặc chồng mình Cũng chính vì suy nghĩ đó Mà trong những năm tháng của tuổi trẻ Tôi luôn chung tình với một mối tình duy nhất từ thời cấp 3 Ngoài người yêu và cũng là chồng tôi Sau này tôi chẳng mơ mộng hay tơ tư tưởng tới bất kỳ một người đàn ông nào khác Mặc dù khi ấy không ít chàng trai vây quanh tôi để tìm hiểu Bởi khi ấy trong lòng tôi chỉ đau đáu một chữ trung thủy Bởi vậy mà tôi chưa một lần nào nghĩ đến ai khác ngoài anh Tôi với anh quen biết từ khi cả hai cùng học chung thời cấp 3 Ban đầu cũng chẳng ấn tượng gì với nhau cả Nhưng rồi qua những lần gặp gỡ hoặc nhóm chúng tôi dần thân thiết. Tôi còn nhớ rõ, vào ngày lễ tình nhân năm tôi học lớp 11, anh đã ngỏ lời yêu và tôi đã nhận lời. Cũng từ ngày đó, chúng tôi mặc định ngày này là ngày kỷ niệm của cả hai. Chúng tôi đều tốt nghiệp cấp 3, tuy nhiên anh học giỏi hơn nên đỗ vào đại học. Tôi học hành có phần kém hơn. Hơn nữa, cái ngành học của tôi dù có học hành xong cũng chẳng mong lấy có được một công việc tử tế. Nên là tôi đành chấp nhận đi làm công nhân Ngày anh chào tôi để lên thành phố nhập học Tôi đã buồn biết mấy Vì chúng tôi phải yêu xa Tôi là con gái Bố mẹ chỉ cho phép tôi làm công nhân Loanh quanh gần nhà Anh bận học Tôi bận làm Nên thời gian nói chuyện với nhau không nhiều Mọi nhớ nhung chỉ có thể gửi gắm qua Những dòng tin nhắn điện thoại hàng đêm Anh lên thành phố trọ học Với hàng ngàn thứ chi phí tôi thương anh nên góp nhặt những đồng lương của mình để thêm vào cho anh trang trải cuộc sống hàng ngày tôi ở quê ở cái tuổi cập kê lại không có đi học nữa nên là cũng được nhiều người để ý bố mẹ cũng nhắm cho tôi được vài mối trong làng rồi thì cũng đôi ba nhà qua dạm hỏi thời gian đó có nhiều người nhà có điều kiện hơn anh nhiều công việc nhà cửa đã đủ cả thế nhưng mà vì tôi yêu anh mà tôi đã từ chối hết thảy bố mẹ tôi cũng chê trách tôi nhiều mặc cho tôi có giải thích rằng tôi đang chờ đợi anh nhưng mà cái lý do của tôi lại càng làm cho bố mẹ thêm bực tức bởi vì anh khi đấy chỉ đang là một chàng sinh viên nghèo không tiền không nghề nghiệp không tương lai trải qua bao nhiêu chờ đợi trong nước mắt với những sóng gió gập gầy cuối cùng thì anh cũng tốt nghiệp đại học tôi mừng vui vì ngày tôi được cùng anh chung một nhà đã gần kề ngành học anh khó xin việc tôi lại lội cội gom nhặt những đồng tiền tôi dành dụm để giúp anh chạy việc mấy chục triệu tôi bòn góp tôi trao anh mà chẳng mảy may tiếc nuối điều gì cuối cùng thì anh cũng xin được việc gần nhà mặc dù công việc của anh đồng lương cũng chẳng được bao nhiêu thậm chí còn chẳng bằng lương công nhân của tôi bao năm nay thế nhưng mà nhìn anh bảnh bao trong chiếc sơ mi trắng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc lắm rồi cũng tới lúc bố mẹ tôi thúc giục về chuyện lấy chồng anh thì sự nghiệp chưa ổn định nên là tôi cũng không dám đề cập tới chuyện này tôi cứ âm thầm đứng bên cạnh cuộc sống của anh mà đợi chờ chờ anh chủ động ngỏ lời cưới tôi cùng với sự thúc ép của bố mẹ cùng với sự chờ đợi của tôi đang dần trở nên vô vọng tôi mạnh dạn đề nghị với anh chuyện kết hôn nhưng câu trả lời mà tôi nhận được lại là anh chưa ổn định sự nghiệp anh cần tôi phải đợi chờ Tôi ôm nỗi buồn Mà tự để nó gặm nhấm dần lấy mình hàng đêm Đêm nào tôi cũng khóc Khóc vì áp lực của bố mẹ Cộng với sự thở ơ của anh Nhưng mà tôi cũng chẳng cần phải chờ đợi lâu nữa Cũng không phải vì anh chủ động đề nghị kết hôn Mà bởi vì bác sĩ bảo cưới Chúng tôi có con Tôi vui một phần vì tôi được làm mẹ Một phần vì giữa chúng tôi có sợi dây ràng buộc Để anh với tôi cùng về chung một nhà anh không ngừng trách móc tôi vì chuyện tôi đã lơ đễnh mà để có thai. Trong suy nghĩ của anh, anh vẫn chưa từng suy nghĩ rằng anh sẽ làm bố, bởi vì anh bảo anh chưa sẵn sàng, anh chưa sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân. Anh yêu tôi 7 năm trời, thế nhưng để cho tôi một danh phận thì anh vẫn chưa sẵn sàng. Tôi đau lòng về những lời anh đã nói ra, mặc dù tôi biết anh vẫn không hoàn toàn chấp nhận cuộc hôn nhân này, thế nhưng mà khi đã có con rồi, thì làm sao có thể chối bỏ được trách nhiệm hơn nữa nhà anh nhà tôi lại là hàng xóm trong làng chẳng thể mặt mũi nào mà chối bỏ đi cái trách nhiệm của mình được trước ngày đặt vấn đề cưới hỏi anh lại thổ lộ với tôi rằng nhà anh không có điều kiện hơn nữa anh đi làm đồng lương cũng chẳng được bao nhiêu nên là việc để có một đám cưới rình rang là điều khó khăn tôi không phải là người sĩ diện hay là sống về hình thức bề ngoài nhưng mà nhìn bố mẹ mình lo lắng khi tôi đã chót có thai tôi lại không đành lòng để ông bà chứng kiến con gái của mình có một đám cưới tạm bợ nên là trong những năm tháng tôi đi làm tôi có gom góp để mua được một ít vàng tôi lại đành bấm bụng đưa hết cho anh để anh bỏ vào mâm đám hỏi thôi thì tôi cũng đành tặc lưỡi dù sao thì vàng này cũng là của mình khi anh trao cho tôi Rồi thì cũng là của mình Coi như là tạm thời lấy để dùng cũng chẳng sao cả Nếu anh đẹp mặt Thì tôi cũng không phải xấu hổ với mọi người Tôi đưa cho anh một cây vàng Thế nhưng mà khi đám hỏi Trong cái cháp hỏi Tôi chỉ thấy có năm chỉ Mở cái cháp ra Tôi đỡ chố mắt ngạc nhiên Vì có đông khách nên tôi không tiện hỏi Nhưng tôi lại đưa cái ánh mắt nhìn anh chân chân Như thắc mắc còn anh thì vẫn một mực lảng tránh đi ánh mắt nhìn của tôi Chờ mãi cũng tan tiệc Và câu trả lời tôi nhận được từ mẹ chồng mình Một câu trả lời đầy phũ phàng Tiền cỗ cưới của anh chị Mẹ có lo đổ được đâu Thôi thì coi như mẹ mượn được chưa Chẳng ai lấy mất của chị đâu mà sợ Tôi sững sờ trước lời mẹ chồng nói Họ tự quyết định mọi việc ấy thế mà mặc nhiên Cả mẹ anh và anh Cũng tuyệt nhiên không nói với tôi một lời nào Mặc dù đó là tiền của tôi Nhưng dù sao tôi là con dâu mới Tôi không dám ý kiến gì về chuyện này Tôi chỉ biết nuốt thất vọng vào trong Kìm nén đi để tiệc cưới của tôi và anh được diễn ra suôn sẻ Mặc dù có nhiều khúc mắc khiến tôi thất vọng Thế nhưng mà khi nhìn cái bụng của mình đang ngày dần mò lớn Vì đứa con tôi lại gạt qua hết những muộn phiền Để cùng anh xây dựng một cuộc sống gia đình hạnh phúc Tôi phải làm dâu ở nhà anh ngoài bố mẹ anh còn có thêm cô em chồng đến nay cũng đã đến tuổi cặp kê nhìn vẻ bề ngoài hiền lành đôn hậu của bố mẹ anh trước nay chẳng một ai nghĩ ông bà là người khó tính thế nhưng mà khi tôi về làm dâu rồi mới biết đó chỉ là cách người ta thể hiện ra bên ngoài còn thực chất hình như ông bà cũng chẳng ưa tôi tôi có thai nghén ngẩm là thế nhưng mà vẫn cố gắng để đi làm công nhân công việc cứ sáng tới tối Thế nhưng mà mẹ chồng vẫn luôn hoạnh hoẹ tôi Than trách tôi rằng tôi cố tình ỉ lại việc nhà cho bà Trong khi một mình tôi đi làm Lại phải lo toan hết kinh tế trong gia đình Vì chồng tôi với đồng lương ít ỏi Cũng chỉ đủ để anh giao tiếp và tạo mối quan hệ đồng nghiệp bên ngoài Nhiều đêm khi tan ca về đến mệt nhoài Nhìn thau quần áo cao chất đống Khiến tôi phải thở dài ngán ngẩm Thế nhưng mà tuyệt nhiên chẳng một ai phụ giúp tôi lấy một lần nào Thôi thì tôi cứ nghĩ giờ bụng còn nhỏ Tôi cố gắng làm Sau này khi bụng đã lớn hơn chút Chắc có lẽ anh sẽ phụ tôi thôi Nhưng mà tôi đã nhầm Tôi vẫn phải còm cõi đi làm kiếm tiền Để lo trong gia đình Lại phải đảm nhiệm thêm việc nhà Mà chẳng có một ai phụ tôi hết Mẹ chồng thì vẫn thế Vẫn tìm mọi cách để chê trách tôi nói rằng tôi không xứng đáng với anh nói rằng chỉ vì tôi có bầu trước mới khiến anh phải khổ sở phải chịu đeo gông cuộc đời vào với tôi khiến cho sự nghiệp của anh chẳng thể nào thăng tiến những khi đó tôi chỉ khẽ thở dài tôi cũng chẳng muốn bao biện thêm một câu nào cả vì thực tế trước nay năng lực anh cũng chỉ tới thế thì anh mãi cũng chẳng thăng tiến được và cũng phải nhờ bao nhiêu là tiền bạc của tôi đổ dồn vào đấy thì anh mới có thể giữ được cái công việc này tới tận bây giờ. Còn riêng về phần bố chồng tôi, ông là người ít nói, thế nhưng ông lại cực kỳ khó tính. Đối với thức ăn của ông cũng phải là nấu riêng, nêm nếm theo cách của ông muốn. Thậm chí chỗ ngủ, cốc uống nước, tất tần tật mọi thứ ông đều dùng riêng. So với mọi người trong nhà, ông như là một đẳng cấp khác sống tách biệt trịch thượng Tôi mới về làm dâu Có nhiều thứ phải học Nhiều khi nhớ nhớ quên quên Khiến tôi nấu nướng Nêm nếm gia vị không đúng ý ông ấy thế mà ông cũng chẳng nẻ tỉnh con dâu mới Ông cứ thế mà hất phăng đi Đồ ăn trên bàn rơi tứ tung Thế nên là đối với tôi Bố chồng là một người rất đáng sợ Tôi luôn tìm cách né tránh Hạn chế đụng mặt ông tối đa có thể Vì tôi nghĩ Cứ khuất mặt đi thì sẽ không làm ông khó chịu nhưng mà rõ ràng cái thái độ của ông vẫn coi thường tôi ra mặt chỉ vì tôi không học đại học không cân xứng với con trai của họ riêng về cô em chồng mặc dù thì cũng không phải thuộc phường ghê gớm như những bà cô bên chồng mà người ta thường nói nhưng mà em chồng lại cực kỳ lười biếng tất tật tật mọi thứ đều ỉ lại cho tôi từ chén đũa đến tận quần áo cô em chồng cứ tấp bừa vào đấy mà mặc nhiên rằng sẽ có tôi dọn dẹp hơn nữa vì bố mẹ chồng không tôn trọng tôi lại hay chỉ chiết tôi trước mặt em chồng nên là dường như nó cũng không hề tôn trọng tôi là mấy bởi vì khi nói chuyện với tôi nó chỉ toàn nói chuyện cộc lốc tôi cứ ôm những muộn phiền ấy vào lòng trước thì tôi cũng thủ thỉ tâm sự với anh ban đầu anh còn vỗ về tôi cố gắng chịu đựng một xíu sau này sẽ cố gắng ra riêng nhưng rồi hình như anh cũng dần thấy nhàm chán bởi những lời than thở của tôi nên anh lại tìm cách lảng đi hoặc trả lời những lời tôi nói một cách hời hợt ngày tôi sinh con là ngày tôi đang làm trong công ty tôi tiếc tiền mà cố gắng đi làm thêm ít ngày rồi sinh ấy thế mà chắc là do tôi lao lực mà lại vỡ ối sinh non cũng may đồng nghiệp trong công ty kịp lúc đưa tôi vào bệnh viện nằm trên xe cấp cứu dù những cơn đau đang kéo tới dồn dập khiến tôi như muốn ngất đi nhưng tay tôi vẫn cố bấm điện thoại để gọi anh tới ngay cái lúc như thế này trong đầu tôi chỉ nghĩ đến duy nhất mỗi anh mà thôi nhưng mà điều làm tôi cảm thấy buồn là cho tới khi tôi đã sinh con rồi thì mới thấy chồng tôi xuất hiện ngay cái thời khắc tôi đánh đổi mạng mình để sinh con cho anh thì chỉ có bố mẹ tôi đứng chờ đợi bên ngoài với sự lo lắng không thôi khi tôi đang nằm ôm con vào lòng thì lúc ấy anh mới tới với một cái lý do không thể nào chấp nhận được rằng anh đang dở việc công ty. Có công việc nào quan trọng hơn cả việc vợ mình đẻ cơ chứ? Sau đó tôi đã im lặng với anh rất lâu nhưng mà dường như anh không nhận ra nỗi thất vọng trong mắt tôi. Sau khi tôi xuất viện cũng phải chờ chật, chật mãi tôi mới có thể xin được về ngoại để ở cữ. Người ngoài nhìn vào thì cứ nghĩ vì bên nội thương con quý cháu Nhưng thực ra thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu Mẹ anh muốn tôi ở trong nhà Chỉ vì tôi có tiền thai sản Số tiền đó còn có thể trang trải sinh hoạt trong gia đình Nếu tôi về ngoại Thì bà sợ rằng sẽ không có đồng nào Chỉ đến khi tôi thỏa thuận là hàng tháng Sẽ gửi một phần tiền cho mẹ chồng Thì khi ấy bà mới vui vẻ để cho tôi rời đi Suốt khoảng thời gian tôi ở cữ, Mẹ chồng họa hoàn lắm mới qua thăm cháu Còn chồng tôi thì cũng chẳng mặn mà gì cả Vì mấy ngày anh mới qua thăm con một lần Mặc dù là nhà anh, nhà tôi cách nhau chẳng có bao xa Tôi cảm nhận rõ hình như anh không thích đứa con này Bởi vì nó là con gái Hoặc có thể là vì nó mà anh phải trói đời với tôi chăng Con được 6 tháng tôi lại quay trở lại đi làm Con tôi phải gửi cho bà ngoại vì bà nội lấy lý do là bị đau đầu nên không trông được cháu. Đúng là cháu bà nội, tội bà ngoại, cứ sáng sáng mẹ con tôi lại đùm đề ôm nhau qua nhà bà ngoại, rồi đến chiều tan ca tôi lại tới đón con về nhà nội. Tôi một mình chật vật với con cái, bỉm sữa và một đống việc nhà hỗn độn không tên. Còn mặc nhiên chồng tôi chẳng phụ giúp tôi lấy được việc gì, chính vì thế mà nỗi phiền muộn trong lòng tôi lại càng chất chứa ngày một nhiều lên. Chồng tôi ngày một lạnh nhạt không còn nồng nhiệt như trước đây nữa. Nếu là trước đây thì thoảng anh vẫn chịu khó nghe tôi than phiền, thì nay anh lại khác, anh không có nhiều thời gian cho mẹ con tôi, anh bận mải mê với những mối quan hệ bạn bè bên ngoài, anh cứ gạt phát đi những lời tôi nói. Những chuyện tôi định than phiền thành ra sống trong một nhà mà tôi cứ ngỡ như chúng tôi là người xa lạ tôi buồn cho tôi buồn về chồng mình khi mà anh đã thay đổi từ bao giờ anh thay đổi nhanh đến mức mà đến tôi còn chẳng thể thích ứng kịp với sự thay đổi này khi con tôi hơn một tuổi khi đấy anh lại có cơ hội thăng tiến nhưng thực ra thì cũng không phải vì anh làm tốt được đề xuất lên chức mà chỉ vì vị trí đấy vừa có người nghỉ nên nếu ai có tiền thì sẽ được thế chân vào Lúc này không chỉ mỗi anh Mà cả nhà anh lại ngọt nhạt với tôi Để tôi ngỏ lời với ngoại chạy vậy chút ít tiền Để giúp anh có thể lên chức Tôi đứng giữa chồng và bố mẹ bên ngoại Chẳng biết phải làm sao cho phải Nhưng mà để sự nghiệp của anh được vẹn toàn Thì tôi cũng đành về bên ngoại mà ngỏ ý Vay mượn tiền cho anh lên chức Cứ nghĩ là anh thăng tiến được rồi Đồng lương khá khẩm hơn thì anh sẽ đỡ đần kinh tế cho tôi chút ít rồi thì tôi đã cố gắng giúp đỡ anh theo ý muốn của nhà chồng thì nhà anh sẽ đối xử với tôi dịu dàng hơn đôi chút thế nhưng mà điều tôi nhận lại lại hoàn toàn trái ngược với những gì tôi nghĩ anh bận hơn trước với những hôm nhậu nhẹt với bạn bè khi thì gặp gỡ khách hàng anh thậm chí chẳng có thời gian cho con còn về phần mẹ chồng khi mà chồng tôi đã ở một chức vụ cao hơn thì lại càng dễ dàng hơn để bà so sánh tôi với chồng, khoảng cách giữa anh và tôi lại càng khác xa nhau. Cuộc sống của tôi vẫn tiếp tục với chuỗi ngày ảm đạm trong ngôi nhà, không một ai có chút thương cảm với mình, tôi vẫn phải cố gắng đảm nhận hết mọi việc để xứng đáng với cái mác dâu hiền vợ đảm, để mẹ chồng có thể mở mày mở mặt khoe khoang với hàng xóm. Cứ tưởng mọi chuyện cứ êm đềm như thế Thì tôi có thể chịu đựng được Để mà gây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc cùng anh Chỉ cần tôi hy sinh nhiều hơn một chút Thế nhưng mà Cô em chồng lại chuẩn bị cưới Cuộc sống của tôi bắt đầu gặp sóng gió từ đây Cô em chồng cũng không học hành tứ trốn Tại vì nó học không giỏi Nên là chưa học hết cấp 3 Đã nghỉ học đi làm Tính nó vốn dĩ đỏng đảnh Tiểu thư nên cũng chẳng làm được gì lâu, cứ làm được răm bữa nửa tháng là nghỉ việc, nên là tiền bạc vẫn nhìn vào bố mẹ. Hơn nữa nó lại ham chơi, nên hay đi chơi đêm, mà bố mẹ cũng hay chiều chuộng nó, nên là cũng chẳng cấm cản gì nó cả. Đúng một cái, nó có bầu và về nhà nặng nặc đòi cưới. Thế rồi bố mẹ chồng cũng đành bấm bụng mà đồng ý cưới chạy bầu Mặc dù chồng sắp cưới của nó chỉ là một tên lêu lỏng và không có bất kỳ cái gì gọi là chắc chắn cho tương lai Cũng nhờ em chồng có bầu trước nên là từ dạo đó mẹ chồng cũng bớt cạnh khóe tôi Về cái việc tôi chưa chồng mà chữa Vì trước nay bà luôn nghĩ rằng tôi cố tình gài anh để có bầu Nhưng mà đỡ được chuyện này lại khổ chuyện khác sau so đám cưới thành là chồng của em gái mà tôi gọi là em rẻ lại ở trong nhà và từ hôm đó tôi lại phải lo lắng và cung phụng thêm một người nữa đúng là nồi nào úp vung nấy hai vợ chồng em gái đúng lười chảy thây suốt ngày hai đứa cứ túm tụm trong phòng thậm chí đến bữa tôi phải lên tận phòng để gọi hai đứa xuống ăn cơm mặc cho thành là rẻ mới mặc cho tôi là chị dâu nhưng mà thành vẫn cứ nói chuyện trống không như cách mà vợ nó nói chuyện với tôi thành mặc nhiên cứ coi tôi như người ở trong nhà mà tự ý muốn sai bảo tôi làm gì cũng được chồng tôi vốn dĩ đã không ưa đứa em rể này nên thành ra khi tôi than thở anh cũng chịu nghe mà có đôi lúc nói thằng mặt với thành về chuyện nó nói chuyện láo với tôi nhưng cũng vì chuyện này mà vợ chồng nó ghim trong bụng và hàn học tôi ra mặt nhưng mà tôi không quan tâm miễn là tôi bớt đi chút ít công việc nhà thì vợ chồng nó muốn nghĩ xa cũng được tôi vừa phải kiếm tiền vừa phải lo lắng cho con mình là đã quá mệt lắm rồi em chồng có bầu nó lại cứ óng éo đòi ăn hết thứ này sang thứ khác làm cho tôi cũng có phần khốn khổ tôi nấu gì nó cũng chẳng vừa lòng có những đêm đã khuya nó còn dựng tôi dậy đi mua đồ ăn cho nó mặc cho chồng nó vẫn đang nằm vắt chân lên bấm điện thoại ấy vậy mà mẹ chồng vẫn không hề ý kiến gì về chuyện này mà tự mặc định rằng công việc này là của tôi nhưng mà những chuyện này tôi vẫn có thể cố gắng chấp nhận được duy chỉ có chuyện ngày hôm đó khiến tôi không thể nào chịu đựng được nữa nó như là giới hạn cuối cùng chạm vào lòng tự trọng của tôi ngày hôm đó từ sáng sớm thành đã không ăn sáng mà ra ngoài từ sớm với lý do đi nhậu với bạn Tôi thì hối hả sửa soạn bữa ăn sáng Để kịp cho chồng tôi đi cà phê với bạn Mẹ chồng đưa em chồng đi khám thai Nên ở nhà chỉ còn mình tôi với con Lúc này tôi mới có thể thảnh thơi Và thấy thoải mái một chút Hiếm khi tôi có một ngày chủ nhật yên bình như thế này Dỗ dành mãi một lúc lâu con tôi mới ngủ Tôi lại sắn tay áo vào để giặt rũ Rồi lau dọn nhà cửa Tôi phải cố gắng làm thật nhanh vì thế nào chút nữa mẹ chồng về mà tôi còn làm chưa xong thì bà sẽ lại tiếp tục ca thán và bắt bẻ tôi đủ điều và cả ngày chủ nhật tôi sẽ không thể yên thân với bà nên là tôi cứ phải nhanh tay vì cái gì tránh được thì nên tránh cho yên chuyện thế nhưng mà khi tôi đang hì hội lau chùi nhà tắm thì bỗng đâu có tiếng mở cửa tôi giật mình quay lại thì hóa ra là thành nó nhậu ở đâu về Xanh ngật ngưỡng Bước liêu siêu vào nhà tắm Thấy tôi đang ở đó Nó chẳng một chút tôn trọng Mà lại nói trông không Tránh ra Tôi thấy nó đã say Nên tôi cũng chẳng chấp nhận mà làm gì Nhưng mà Tay tôi đang đầy những xà phòng Nên tôi nhẹ giọng Cậu chờ một chút tôi sắp xong rồi Thế nhưng mà đáp lại tôi Là điệu cười nhếch mép của nó Nó nhìn ngó quanh quất một lượt Thấy nhà chẳng còn ai Thì lúc này khuôn mặt của nó đã đổi sắc Mắt nó lăm lăm nhìn vào tôi Tới lúc này tôi mới bắt đầu có dự cảm không lành Về những chuyện sẽ xảy ra sắp tới Nó dần dần tiến lại về phía tôi Tôi bắt đầu cảm thấy sợ sệt Mà lùi dần về sau Nhưng mà càng ngày Tôi lại đang bị nó dồn vào góc tường Và điều tôi lo sợ là đúng Nó đang định giờ trò đổi bại với tôi Lúc này tôi thực sự hoảng loạn Mà hét lớn lên Tránh ra ngay, cậu có biết cậu đang làm gì không hả Thành dí cái khuôn mặt Đang đỏ lờ của nó sát gần tôi Trong hơi thở còn phả ra Mùi men rượu nồng nặc Nó ghét sát tay tôi Nói với cái giọng đầy kịch cỡm và vô học Chẳng qua vai vế tôi Mới phải gọi em bằng chị Chứ xét về tuổi em còn thua tôi Mà kể ra Gái một con mà nhìn ngon phải biết chỉ tiếc là ông anh vợ quý hóa của tôi không có mắt nhìn. Tôi không hiểu hết ý tứ trong lời nói của nó, nhưng mà lúc này tôi cũng chẳng đủ bình tĩnh để có thể hiểu được những gì nó đang nói. Tôi chỉ có thể lấy hết sức bình sinh để đẩy nó ra ngoài, vì tôi biết càng nán lại lâu thì sẽ có chuyện không hay. Hơn nữa bây giờ tôi lại đang ở nhà một mình, cũng chẳng thể có ai mà cứu giúp tôi được. Nhưng mà sức chống cự của một người đàn bà yếu ớt như tôi Làm sao thắng nổi sức lực khỏe mạnh của một thằng đàn ông Hai tay tôi bị một tay của Thành khóa chặt vào góc tường Mặc cho tôi la hét Nó vẫn lì lợm và chơ cháo Đưa tay còn lại lần mò vào người tôi Lúc này tôi đã thật sự bất lực Chẳng mấy chốc mà nửa thân trên của tôi Đã bị nó lột lớp áo ngoài xuống Chỉ còn lại chiếc áo lót mỏng manh Che chắn đi phần nhạy cảm May sao khi tôi đang la hét vì sợ hãi trong bất lực thì cũng là vừa lúc mẹ chồng và em chồng tôi về. Cứ tưởng tôi được cứu giúp khỏi bàn tay nhơ nhớp của đứa em rể khốn nạn. Đằng này tôi lại bị em chồng lao vào tát tôi một cú như trời giáng. Còn cái tên đốn mặt kia vẫn đưa cái khuôn mặt trơ trơ ra phân bua với vợ mình. Là chị ta gài anh đấy. Và tất nhiên thì trong cái nhà này Cả mẹ chồng, lẫn em chồng Chẳng một ai chịu nghe và hiểu cho tôi cả Tôi chẳng có lấy sự bênh vực nào Trong phút chốc Tôi biến thành một kẻ tội đồ Khi lại mồi chài em rể Tôi khóc tức tưởi mà bỏ lên phòng đóng cửa Ôm con chờ chồng tôi về Tôi nghe tiếng nói chuyện rôm rà Ở phía dưới phòng khách Tôi đoán chừng là chồng tôi đã về Nhưng mà tôi cũng không đi xuống Bởi tôi biết Câu chuyện vừa xảy ra với tôi sáng nay qua miệng mẹ chồng em chồng và em rể thì sẽ thành một chuyện khác khi đến tai chồng tôi thế nên là tôi cứ bình tĩnh ở trên phòng và chờ anh ta đi lên tôi đã nghĩ cùng lắm thì tôi sẽ rời khỏi ngôi nhà này để giữ lấy sự trong sạch cho mình dù chồng tôi có nói gì hay thậm chí là đánh tôi đi chăng nữa thì dứt khoát tôi không chịu nhận cái lỗi này về mình vì thực sự tôi không phải là người sai nhưng mà thật may mắn khi trái với suy nghĩ của tôi Chồng tôi không hề phản ứng gay gắt với tôi khi nghe chuyện này Có lẽ là do chồng tôi hiểu tôi Bản tính xưa giờ của tôi Từ lúc mới yêu đến tận bây giờ Hơn nữa có lẽ là do chồng tôi Đã có phần nhiều ác cảm với em rể Nên là dù có nói gì đi chăng nữa Thì chồng tôi cũng chẳng tin May thay nhà chồng tôi có gắn camera Thế nên là khi anh đe dọa việc sẽ mở camera để xác nhận lại sự việc thì lúc này thằng em rẻ mới tái mặt và lắp bắp mọi chuyện mọi chuyện có dứt khoát phải làm căng lên thế không dù sao cũng là hiểu lầm thôi mà nói rồi thì nó ôm vợ nó đi lên lầu như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra lúc này mẹ chồng cũng mới tái mặt khi đã lỡ vô an cho tôi nhưng mà tuyệt nhiên tôi chẳng nhận được bất kỳ một lời xin lỗi nào sau đó cả trước nay cũng rất nhiều chuyện ấm ức cũng có đôi lúc tôi bất bình trước sự xử sự không công bằng của mẹ chồng nhưng mà rồi vì đứa con tôi tôi chấp nhận bỏ qua tất cả duy chỉ có lần này không chỉ là sự xúc phạm đến lòng tự chồng của tôi mà còn là sự xúc phạm đến thân thể nên tôi không thể nào chấp nhận được chuyện này tối hôm đó tôi đã nói với chồng mình về việc sẽ chuyển ra ở riêng và tôi dứt khoát sẽ không ở trong ngôi nhà này nữa trừ khi vợ chồng của em chồng phải chuyển ra ngoài chồng tôi thì ban đầu ậm ừ có vẻ muốn chiều theo ý tôi nhưng khi mẹ chồng tôi biết được chuyện này thì bà đã dãy nảy lên tụi mày làm như thế mà coi được à nó bụng mang dạ chửa chồng nó thì chưa có việc làm rồi nếu bây giờ đi ra ngoài lấy gì mà sống đây là lần đầu tiên tôi dám đáp lại lời mẹ chồng vậy mẹ đã bao giờ nghĩ cho vợ chồng con chưa con không chấp nhận được một gia đình thiếu sự tôn trọng mình như vậy. Mẹ chồng tôi há hốc mồm vì sự ngạc nhiên, bà không nghĩ tôi dám trả treo bà như vậy. Hơn nữa khi thấy tôi đã quyết tâm phải dọn đi bằng được, bà biết chẳng có cách nào có thể cản tôi được, nên bà ta lại ngồi sụp xuống mà khóc lóc như thể chính tôi là người sai. Trời ơi, con dâu quý hóa quá, tôi muốn nó ở trong nhà để được gần con, gần cháu, thế mà bây giờ nó một mực đòi ra riêng Nó chỉ biết đến thân nó mà chẳng hề nghĩ đến cái gia đình này Tôi cũng chẳng vừa Vì lúc này trong tôi đã có quá nhiều sự ức chế rồi Tôi đáp trả lại mẹ chồng tôi Vậy cả cái nhà này đã khi nào nghĩ cho con chưa? Kế sau câu hỏi của tôi là tôi nhận được một cái thát từ chồng Tôi có chút sững người trước hành động bất ngờ của anh như vậy Mặc dù cái tát của anh không làm tôi đau lắm nhưng lại khiến trong lòng tôi rất đau vì đây là lần đầu tiên anh đánh tôi dẫu biết rằng anh vốn tính nhu nhược anh hay nghe lời mẹ và gạt phăng đi những lời nói của tôi nhưng tôi không thể ngờ trong cái hoàn cảnh khi mà tôi đang là nạn nhân tôi đang là người phải chịu thiệt thòi thì anh vẫn là người đứng ra bênh vực người nhà mình có lẽ trong lòng anh chưa một lần nào từng nghĩ tôi là vợ của anh hay chăng Tôi gạt đi dòng nước mắt đang chảy dài trên má và bỏ lên phòng trước sự hà hê của mẹ chồng. Tôi xếp lại quần áo và vali và ôm con về nhà ngoại mặc cho anh cấm cản, mặc cho mẹ chồng đang gào toáng lên. Nhưng tôi vẫn dứt khoát rời đi. Khi về tới nhà ngoại, tôi ấm ức khóc và kể hết mọi chuyện cho bố mẹ biết những khổ cực của tôi từ lúc làm dâu tới bây giờ. Trước nay, tôi vẫn định giấu nhạm đi chuyện này vì tôi sợ bố mẹ tôi biết sẽ khổ tâm nhưng mà lần này thì thật sự tôi không thể nào chấp nhận được nữa nên tôi quyết định thổ lộ ra hết tất cả mọi chuyện với một người chồng nhu nhược thế này dù tôi còn yêu nhiều như thế nào đi chăng nữa thì tôi sợ rằng cũng chẳng có tương lai thế nên là lần này nếu như anh quyết định không chịu thì tôi sẽ ly hôn anh có đến nhà tôi một vài lần nhưng chỉ nhận được sự ghẻ lạnh của bố mẹ tôi và cái lắc đầu từ tôi anh vẫn kiên quyết muốn tôi phải về lại căn nhà đó chứ không dọn ra ngoài ở riêng anh vẫn là vị mẹ anh cứ kéo dài mãi thế này thì cũng chẳng có tác dụng gì nên tôi muốn chấm dứt nhanh chuyện này để tránh mệt mỏi cho cả hai về sau tôi gửi cho chồng mình tờ đơn ly hôn việc này tôi được bố mẹ mình ủng hộ bởi ông bà cũng không muốn tôi tiếp tục chịu khổ trong căn nhà đó đến lúc này thì anh mới nhận thấy vấn đề không đơn giản như anh từng nghĩ anh bắt đầu nhẹ giọng lại không gây căng thẳng với tôi mẹ chồng cũng có gọi điện cho tôi mà ngọt nhạt nhưng tôi vẫn không chấp nhận vì tôi biết thực lòng bà không phải thương xót gì tôi cả chỉ là vì bà muốn giữ lại tôi trong căn nhà đó để làm theo ý bà ý muốn mà thôi Cuối cùng thì chồng tôi Cũng phải chấp nhận theo tôi ra ở riêng Anh vẫn muốn giữ lại gia đình này Tuy nhiên Nhà chồng tôi tuyên bố thẳng thừng rằng Sẽ không có hỗ trợ cho vợ chồng tôi Một đồng nào cả Bố mẹ tôi xót con Lại đành bỏ tiền cho chúng tôi Mua căn nhà sát đường lớn Tôi xin nghỉ việc Và mở một quán cà phê nhỏ phía trước để buôn bán Nhờ vậy mà cuộc sống của tôi Mới nhẹ nhàng hơn được đôi chút chồng tôi từ ngày ở riêng không bị tác động nhiều từ mẹ chồng nên tâm tính có phần thay đổi tôi thấy anh có đỡ đần công việc với tôi anh nói chuyện với tôi cũng có phần nào nhẹ nhàng và tình cảm hơn trước tôi cứ nghĩ là do tâm tính anh thay đổi nên cảm thấy hạnh phúc vì điều này nhưng từ mẹ tôi tôi mới biết là bố tôi đã gọi anh tới để nói chuyện riêng tôi cũng không biết bố đã nói chuyện gì với anh nhưng tôi nghĩ anh thay đổi phần lớn vì bố tôi mà cũng có khi anh đang phụ thuộc kinh tế nhà ngoại nên anh phải nhún nhường nhưng mà tôi cũng không bận tâm nhiều miễn là anh thay đổi là tôi cảm thấy vui lòng cuộc sống thế này là điều tôi đã trông mong trong những năm phải sống cảnh làm dâu trong nhà anh từ ngày ra riêng tôi cũng ít về nhà nội một phần vì mẹ chồng và em chồng không ưa tôi bởi vì từ ngày tôi quyết ra riêng bà ấy đã ghét tôi ra mặt thì thoảng anh về nhà Thì tôi mới về cùng Nhưng mà cũng chẳng mấy khi phàn nàn về chuyện này Có lẽ anh đã thay đổi và thương tôi hơn Cuộc sống tôi Thời gian sau đó Đúng là khiến cho người khác phải ghen tị Khi mà vợ chồng tôi đã có nhà riêng Chồng tôi có công việc ổn định Còn về phần tôi thì nhàn nhã Bán buôn và chăm sóc con nhỏ Kể ra từ ngày tôi chuyển qua buôn bán Tôi không còn phải vất vả nhiều như trước Nên có phần nhìn trẻ trung hẳn ra Trời thương cho tôi cái duyên bán hàng Nên tôi cũng bán được khá đắt khách Nên thu nhập cũng khá hơn so với thời còn đi làm công nhân Nếu mà cuộc sống cứ êm đềm được như thế mãi thì tốt biết bao Nhưng mà chồng tôi được một thời gian thay đổi Thì anh lại bắt đầu hời hợt như trước kia Anh cũng không làm gì quá đáng với tôi cả Chỉ là anh luôn bận Cả ngày anh càng đi làm về muộn Thi thoảng còn viện cớ công việc mà đi qua đêm Công việc của anh thì trước nay anh chẳng bao giờ chia sẻ với tôi Nên thành ra tôi cũng chẳng biết anh đang nói thật hay đang lừa dối Và tất nhiên thì tôi chẳng can thiệp được Có nhiều lần tôi cũng than phiền với anh về chuyện này Nhưng anh cứ gạt phát đi bảo rằng đó là công việc của anh Anh làm nhiều cũng chỉ vì muốn thăng quan tiếng chức để cho tôi đỡ vất vả Cũng vì những điều anh nói nó hợp lý Nên tôi chẳng thể bắt bẻ được gì Nhưng mà tôi thấy buồn lắm tưởng anh đã thay đổi mà tôi có cuộc sống yên bình hơn một chút thế mà cũng chỉ được một thời gian ngắn anh lại đâu vào đấy lắm khi buồn tôi cũng chẳng biết than thở cùng ai cũng may thời gian này quán giá của tôi lại đông khách thành ra tôi bận rộn hơn nhiều vì vậy mà cũng chẳng có thời gian mà nghĩ đến chuyện của chồng mình nữa trong những vị khách thường lui tới quán của tôi Tôi đặc biệt chú ý đến một vị khách rất kỳ lạ. Người này chắc hơn tôi gần 10 tuổi, bởi dáng vẻ bên ngoài có vẻ phong trần lắm. Người này ăn mặc rất giản dị, cứ một chiếc áo khoác gió và một chiếc mũ phớt. Lần nào cũng vậy, chỉ uống duy nhất cà phê đen và ngồi một mình nơi góc quán. Sở dĩ tôi chú ý tới người này là bởi vì người này chỉ ngồi duy nhất một chỗ, uống duy nhất một loại đồ uống và đều xuất hiện ở quán tôi đúng 8 giờ sáng hàng ngày. Qua những lần tiếp xúc hàng ngày thì tôi biết được anh tên là Điền, anh là dân buôn bán tự do gần chỗ tôi ở, thế nên là anh thường ghé quán tôi. Cũng vì sự trò chuyện thường xuyên mà chúng tôi dần có phần thân thiết, cứ gần 8 giờ sáng hàng ngày là tôi thường đứng trông ra phía cửa mà trông anh Điền tới, tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại trông mong, có thể là tôi hiếu khách hoặc cũng có thể là do một thói quen. Dạo gần đây anh Điền có ngỏ ý xin số điện thoại và cách thức liên lạc với tôi, ban đầu tôi hơi ngần ngại bởi vì việc nói chuyện qua lại thân thiết quá mức giữa đàn ông và phụ nữ là điều không hay hơn nữa tôi là phụ nữ đã có gia đình nhưng mà anh lại cười mà trêu chọc em nghĩ quá lên rồi đấy anh xin số điện thoại để mai mốt gọi em ship nước qua chợ thôi mà lúc này thì tôi mới đỏ mặt mà lúng túng mà đưa anh số điện thoại của mình ấy thế mà từ dạo anh có số điện thoại của tôi lại chưa thấy anh gọi tôi ship nước lần nào mà thi thoảng anh lại nhắn tin thăm hỏi nói chuyện bình thường Tôi thì theo phép lịch sự cũng trả lời lại tin nhắn Nhưng mà tôi vẫn có phần rè chừng không để quá đà Sáng nay đã 8 giờ mà chưa thấy Điền xuất hiện Nên tôi có chút trông chờ Cứ nhìn ra ngó vào mãi mà không thấy anh xuất hiện Ban đầu cứ đinh ninh có lẽ là anh bận Nhưng mà mãi tới trưa không thấy Thì tôi có phần hơi hụt hẫng tự nhiên một ngày không thấy anh và không trò chuyện tôi bất giác cảm thấy có chút không vui sáng hôm sau tôi vẫn ngóng chờ nhưng mà vẫn chẳng thấy anh đâu cả nếu là một vị khách thông thường thì tôi sẽ nghĩ là người ta đã tìm được một quán khác hợp khẩu vị hơn nên người ta không lui tới quán tôi nữa nhưng mà với anh điền thì lại khác qua thời gian trò chuyện với nhau tôi tin rằng anh không phải là kiểu người rời đi mà không một lời từ biệt như thế suốt cả một ngày hôm đó thì tôi vẫn chờ nhưng mà vẫn không thấy anh đâu. đến sáng ngày hôm sau thì tôi không đủ kiên nhẫn nữa. tôi đã thầm nghĩ nếu như hôm nay anh không xuất hiện thì tôi sẽ gọi điện cho anh. lúc này tôi cảm thấy lo lắng nhiều hơn. sáng nay tôi có chút bực mình vì chồng tôi vẫn cái trứng luộm thuộm như mọi ngày. mặc dù tôi đã chuẩn bị quần áo đi làm cho anh tươm tất rồi ấy thế mà anh vẫn xới tung cả cái tủ quần áo để tìm đồ Nhìn cái tủ vương vãi những áo quần mà tôi ngán ngẩm Tôi chỉ có thể biết thở dài Sao anh không có gọn gàng xíu nào hết vậy Em gấp lại chỗ này cũng mất cả mấy tiếng đồng hồ ấy Thay vì một lời xin lỗi tôi Thì chồng tôi lại quay ngoắt qua nhìn tôi với ánh mắt sắc lẹm Ba cái việc đàn bà sao mà cứ càm giam suốt thế nhỉ nói rồi thì chồng tôi bỏ đi mặc cho tôi đang đứng đó đầy ấm ức trước nay cũng không ít lần chồng tôi cũng có thái độ như thế nhưng rồi tôi lại ậm ự cho qua duy lần này có lẽ là tôi đang hụt hẫng vì chuyện anh điền mấy nay không xuất hiện nên là tôi lại thêm tủi thân và bật khóc tám giờ sáng anh điền vẫn không xuất hiện tôi vồn vã nhấc điện thoại lên gọi anh đầu dây bên kia là tiếng thèo thào đầy mỏi mệt anh đang bị bệnh anh ốm mấy ngày qua rồi mà tôi không hề biết Tức tốc Tôi đóng quán gửi con cho ông bà ngoại Và chạy ngay tới bệnh viện Ngay lúc này Tôi chỉ có một cảm giác duy nhất là lo lắng Anh Điền nằm trên giường bệnh Khuôn mặt anh trắng nhợt vì ốm mấy ngày liền Thấy anh Tôi tức tốc hỏi thăm Vợ con anh đâu mà sao nằm viện một mình thế này Anh ngựa ngồi dậy Đưa đôi mắt đang mở đục vì mỏi mệt thều thào trả lời anh nào đã có vợ con gì đâu đến lúc này tôi mới sửng sốt khi mà tôi biết anh còn độc thân trước nay cả anh và tôi cứ nói chuyện qua lại những chuyện bình thường hỏi han nhau hàng ngày chứ chưa từng một lần nào nhắc đến chuyện gia đình riêng tư của nhau bởi thế nên là trước nay tôi cứ đinh ninh rằng anh đã có gia đình riêng về phần tôi thì anh biết tôi đã có chồng vì nhiều lần tôi có bế bé, bé con ra chơi cùng anh mỗi khi anh ghé quán uống cà phê thế rồi sáng đó tôi lại tất bật nấu cháo rồi chăm sóc cho anh điền chồng tôi thì dạo sau này toàn là lại công ty ban trưa chứ không về nên việc tôi có vắng mặt cả ngày ở nhà thì chồng tôi cũng không biết tầm chiều tôi còn chu đáo sửa soạn cơm nước cho anh điền rồi mới về nhà tôi đón con và nấu nướng thong dong mà chồng tôi mãi vẫn chưa về cũng đúng thôi Anh suốt ngày bận mà Hôm anh Điền xuất viện Tôi cũng có tới Tôi phụ anh sửa soạn quần áo và giấy tờ Tôi chỉ nhiệt tình giúp anh Với tư cách như một người bạn mà thôi Bởi vì từ ngày tôi trở nên u uất Và buồn phiền vì chuyện chồng mình Thì tôi chỉ có mỗi mình anh là bạn Khi tôi chào anh để về Anh có nắm chặt tay tôi Ánh mắt anh nhìn vào tôi đầy sâu thẳm Nhưng mà anh chẳng nói một điều gì nhưng qua ánh mắt ấy của anh Tôi cũng ít nhiều hiểu được Anh đang muốn nói điều gì Tất nhiên thì tôi đang là một người phụ nữ Đã có gia đình Tôi không muốn sao động bởi bất kỳ một điều nào khác Tôi cố gỡ tay anh ra Và nhanh chóng chạy về nhà Từ dạo đó Anh Điền thường xuyên nhắn tin cho tôi nhiều hơn Ngoài những chuyện hỏi han Thăm hỏi nhau thường ngày Thì thỉnh thoảng anh vô tình nói thêm vào một vài câu nói bâng quơ gợi ý về chuyện tình cảm của anh. Những khi ấy những dòng tin nhắn đó tôi lại tìm cách làng tránh đi. Hàng ngày anh vẫn tới quán cà phê vào đúng 8 giờ sáng. Thế nhưng mà từ lúc anh ngồi ý về chuyện tình cảm tôi cứ cảm thấy gượng gạo. Tôi có phần né tránh anh vì sợ tôi lại mềm lòng. Nếu thật sự cảm giác của bản thân mình thì tôi vẫn thấy trong lòng mình có chút dao động. Bởi vì mỗi sáng được gặp anh, tôi thấy vui và dường như việc được trò chuyện cùng anh hàng ngày qua những dòng tin nhắn nó dần dần trở thành như một thói quen. Cũng nhờ tôi trò chuyện với anh mà tôi mới khỏa lấp đi được sự cô đơn trống trải của tôi trong chính căn nhà của mình. Bởi một lẽ dần dần cuộc sống giữa tôi và chồng tôi đang dần trở nên như người dưng trong nhà. Chồng tôi luôn bận và dĩ nhiên thì anh luôn có lý do hợp lý chồng tôi đi sớm về khuya thỉnh thoảng lại còn say rượu rồi thì những sự lạnh nhạt càng ngày càng lớn vợ chồng tôi càng ngày càng ít nói chuyện tất nhiên thì trước đây anh cũng chẳng nói chuyện với tôi nhiều nhưng tôi lại là người luôn chia sẻ và than thờ nhiều chuyện trong cuộc sống cho đến tận bây giờ khi đã bắt đầu nói chuyện với anh điền nhiều tôi cảm thấy chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau tôi có nơi để chia sẻ để chút đi những buồn phiền trong cuộc sống thế nên là dần dà việc chồng tôi và tôi có nói chuyện với nhau hay không tôi cũng chẳng thấy quan trọng nữa thậm chí cả việc chồng tôi đi làm về khuya hoặc có những đêm anh chỉ nhắn một tin nhắn bảo rằng anh có việc bận ở công ty không về tôi cũng chẳng cảm thấy bực mình hay lo lắng nữa thay vì trước đây tôi sẽ hậm hực hoặc đi ra đi vào không yên vì lo lắng anh thức đêm mỏi mệt nhưng bây giờ dường như việc chồng tôi có ở trong căn nhà hay không tôi cũng không còn quan tâm nhiều nữa tôi cảm thấy rõ ràng hình như tình cảm của tôi dành cho chồng mình càng ngày càng vơi đi ít nhiều tôi cảm nhận thấy rõ sự thân thiết ngày một nhiều giữa tôi và anh điển ngoài việc chuyện trò với nhau hàng ngày thỉnh thoảng khi anh ghé quán cà phê của tôi anh còn mang cho bé con của tôi một vài món đồ chơi và có khi là anh mua cho con tôi mấy bộ quần áo mặc dù chỉ là những món quà nhỏ nhưng tôi cảm nhận được sự quan tâm của anh dành cho con mình nên tôi vẫn đang mập mờ về cái chuyện thân thiết hơn nữa với anh điển tuy nhiên thì tôi có cảm giác anh vẫn âm thầm chờ đợi tôi chứ không hề vội vã qua cách nói chuyện của anh anh cũng nói rõ cho dù thì nếu tôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè bình thường với anh thì anh vẫn chấp nhận vợ chồng tôi càng ngày càng không có tiếng nói chung nếu bình thường chỉ im lặng việc ai nấy làm Thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra Còn nếu như chỉ cần nói bất kỳ một việc gì Chắc chắn sẽ có xảy ra cãi vã Tôi cũng không biết có thể là do tâm tính tôi thay đổi Nên tôi có phần khó chịu với chồng tôi Hoặc cũng có thể là do chồng tôi Càng ngày càng quá đáng Nếu là trước đây mỗi lần chồng tôi có gắt lên hoặc to tiếng Thì tôi sẽ im lặng để nín nhịn Giữ cho không khí trong nhà được hòa hoãn nhưng mà hiện tại bây giờ, hình như sức chịu đựng của tôi kém hơn trước, mỗi lần chồng tôi như thế là tôi cũng cảm thấy bực tức trong người, nên là lời qua tiếng lại dần dần thì những cuộc xung đột lại xảy ra ngày một nhiều. Những lần như thế, chồng tôi lại bỏ ra ngoài sofa ngủ riêng một mình, còn tôi thì nằm với con ở trong phòng dỗ cho con ngủ, rồi lại ôm cái điện thoại gửi tin nhắn cho anh Điển mỗi lần tôi ấm ức hai bực chuyện của chồng tôi tôi đều chia sẻ với anh cũng không biết từ bao giờ tôi lại mở lòng mình ra để chia sẻ chuyện riêng trong gia đình để cho anh điền biết được cuộc sống gia đình tôi cũng không hẳn là hạnh phúc những lần được chia sẻ cùng anh khiến cho tâm trạng của tôi trở nên thoải mái hơn một chút anh điền thì cũng không góp ý gì về những câu chuyện riêng của gia đình tôi cả anh chỉ lắng nghe, lắng nghe tất cả mọi điều tôi nói và với tôi thì chỉ cần bấy nhiêu đó là đủ. Sáng hôm nay, vợ chồng tôi lại trải qua một trận cãi vã. Vấn đề cũng chẳng có gì to tát, chỉ là chồng tôi lại chê trách về cái chuyện tôi nấu cơm nước không ngon. Bữa ăn sáng tôi đã cố gắng dậy sớm để nấu, ấy thế mà chồng tôi lại quẳng đũa qua một bên còn chê trách. Ăn rồi chỉ việc trông con, thế mà bữa sáng nấu còn không xong. Tôi thì ấm ức, tôi vừa bán quán cà phê vừa trông con, lại còn lo nấu nướng để cho mỗi khi chồng tôi về là có cơm lành canh ngọt, quần áo thơm phức đã được gấp gọn, thậm chí là tôi tự làm ra tiền cũng chưa nhận lấy từ anh một đồng nào cả. Ấy vậy mà chồng tôi phủ sạch đi mọi thứ, như thể tôi chẳng làm gì trong cái căn nhà này cả. Bao nhiêu cái mức góp nhà từ trước tới nay, tôi chợt nghĩ nếu không có sự hy sinh của tôi thì chắc gì anh đã có được ngày hôm nay ấy thế mà bây giờ Khi có được chút địa vị rồi Anh lại dở cái giọng coi thường tôi như vậy Tôi cũng chẳng nhịn nổi Mà đáp trả lại Vậy anh muốn em phải làm sao cho anh vừa lòng Chồng tôi không đáp lời Chị hầm hực cầm cái đĩa trên bàn Ném xuống đất vỡ tan Con còn đang ngủ Nghe tiếng động lớn khiến nó giật mình khóc toáng lên Còn chồng tôi cứ thản nhiên Mà xách cặp đi làm Tôi vừa dỗ con Vừa dọn đi những mảnh vỡ vương vãi Mà chồng tôi vừa ném Viết cứa của mảnh vỡ sắc lẹm cứa vào tay Khiến cho tôi bị chảy máu Mặc dù cũng chẳng đau lắm Nhưng mà tôi lại tủi thân và khóc Đúng 8 giờ sáng Anh Điền đến quán tôi như thường ngày Anh thấy trong hốc mắt của tôi Vẫn hẳn lên những vết đỏ hoe Anh rất tinh ý nhìn một chút Đã biết là tôi đã khóc Anh nhìn tôi hỏi với giọng đầy dè dặt Em vừa khóc đi à chỉ một câu hỏi nhẹ như bỡ ngấy Thế mà đủ làm lung lay hết sự kiên định trong lòng tôi Bất giác sự tủi thân lại trỗi dậy Nước mắt tôi lại bắt đầu rơi Anh Điền đứng dậy kéo tôi đứng vào góc quán Để tránh ánh mắt của những vị khách khác Trong cái góc khuất của quán Có mấy cái cây lớn che lại Anh ôm lấy tôi vỗ về để cho tôi khóc Và tôi cũng mặc nhiên buông xuôi Với những cảm xúc của bản thân mình Mà để cho anh ôm tôi đến khi những giọt nước mắt quá rồi, tôi lấy lại được sự bình tĩnh thì mới vội vàng số hổ mà đẩy anh ra. Tự nhiên khi đối diện với ánh mắt của anh, tôi lại thấy số hổ vô cùng. Cũng từ cái giây phút ấy giữa tôi và anh Điền, mọi lời nói và hành động đang dần trở nên gượng gạo. Tôi vẫn tiếp tục cái công việc hàng ngày lặp đi lặp lại như một cái máy. Mặc dù sáng nay vừa xảy ra cãi vã, thế nhưng mà bây giờ. Tôi vẫn phải chu toàn để nấu cơm tối cho chồng mình. Dù có khi tôi mệt nhưng tôi vẫn phải cố gắng nấu cơm vì chồng tôi có thói quen là không bao giờ đi ăn ở bên ngoài. Tính anh lại cầu kỳ phải đủ các món nên là để chuẩn bị cho chồng tôi được một bữa ăn theo đúng ý của anh cũng mất rất nhiều thời gian. Đã qua 8 giờ tối rồi mà vẫn không thấy chồng tôi về, một dòng tin nhắn cũng không có, một cuộc gọi báo về muộn cũng không tôi có phần hơi sốt sáng Mà gọi điện cho chồng mình Nhưng mà tuyệt nhiên anh cũng không nghe máy Khi tôi và con đang thiêu thiêu ngủ trong phòng Bỗng nghe tiếng lạch cạch ở ngoài phòng khách Tôi giật mình thức giấc bước ra Thì thấy chồng tôi vừa bước vào Người còn nồng nặc mùi rượu Thấy tôi anh chỉ cười nhếch mép một cái Xong rồi gạt tay qua một bên Ý bảo cũng chẳng muốn phiền đến tôi Chồng tôi nằm vật ra sofa có lẽ rượu khiến cho anh quá mệt mỏi nên khi vừa nằm xuống đã chìm ngay vào giấc ngủ tôi đi vào trong lấy cái chăn để đắp cho chồng mình thì bóng điện thoại của anh có tiếng chuông báo tin nhắn trước nay việc đụng vào điện thoại của anh là điều tối kỵ vì anh đã yêu cầu tôi tôn trọng cuộc sống riêng tư của nhau nên là từ khi yêu đến tận bây giờ là đã cưới đã có con tôi vẫn chưa một lần nào đụng vào điện thoại của chồng mình riêng tôi thì để tránh việc chồng mình nghi ngờ tôi vẫn cho anh biết mật khẩu điện thoại của mình chỉ riêng tôi không biết được mật khẩu điện thoại của anh là gì cả nếu là trước đây tôi sẽ mặc kệ cho dù ai nhắn ai gọi tới tôi cũng chẳng bận tâm nhưng mà bây giờ tự nhiên trong lòng tôi lại trỗi lên cái sự nghi kỵ cũng có thể là tôi đang suy bụng ta ra bộ người vì tôi có lẽ đang ngoại tình trong tư tưởng nên tôi nghĩ anh cũng như vậy hoặc có thể là do cái sự bất minh về thời gian dạo gần đây của chồng mình khiến tôi dấy lên sự nghi ngờ điện thoại anh đã khóa một mật khẩu trước đây anh có bảo với tôi rằng anh lấy ngày sinh nhật tôi để làm mật khẩu điện thoại nên tôi cứ tự tin mở gõ ngày sinh của mình để mở điện thoại thế nhưng mà điện thoại lại báo sai khiến tôi có phần hổ thẫn tôi thử gõ ngày sinh nhật của anh cũng không phải Tôi chợt nhìn sang chồng mình đang ngủ say ở ghế, tôi tự hỏi liệu có ai quan trọng hơn được vợ anh hay sao. Xong rồi tôi lại lắc đầu cười cười, hình như tôi đang nghi ngờ quá khiến cho tôi cũng nông nổi mất rồi. Rõ ràng là con quan trọng nhất, chắc chắn anh sẽ lấy ngày sinh của con để làm mật khẩu điện thoại. Tôi vừa cười vừa xua đi cái suy nghĩ vớ vẩn mà tôi vừa nghĩ. Tay tôi nhập ngày sinh của con vào, ấy thế mà một lần nữa tôi sửng sốt, khi điện thoại lại bảo mật khẩu bị sai. Tôi lúc này đã hơi nóng mặt, tôi nhập thử cả ngày sinh của bố và mẹ anh, thì nhưng mà cũng không đúng, trong lòng tôi bắt đầu dấy lên một sự hoang mang. Tôi vẫn sợ chồng mình tỉnh giấc, lại phát hiện tôi đang lén lút kiểm tra điện thoại của anh. Khi đấy chắc chắn chồng tôi sẽ nổi cơn thịnh nộ mà chốt lên tôi. Thế nhưng mà sự tò mò của tôi đã lớn vượt lên trên cả nỗi sợ, khiến cho tôi liều mà cầm tay anh nhẹ nhẹ mở điện thoại bằng dấu vân tay. Điện thoại được mở ra, tôi thấy tin nhắn được gửi tới từ một người con gái. Dòng tin nhắn ngắn ngủi: "Anh đã về hay chưa?" Cái cách hỏi như thế này thì rõ ràng là giữa chồng tôi và cô gái này có sự thân thiết và cũng có thể là họ vừa gặp nhau xong thì cô ấy mới có thể hỏi han như thế này. Tôi tò mò mở đoạn tin nhắn ra Là cả một chàng tin nhắn dài trên Facebook Có lẽ anh luôn đinh đinh Là tôi sẽ không bao giờ đụng vào điện thoại của anh cả Nên là anh chủ quan Mà không xóa đi tin nhắn Và tôi càng sửng suốt hơn Khi chồng tôi và cô gái này Đã nhắn tin với nhau một thời gian dài Tôi kéo lên phía trên Tin nhắn quá nhiều Khiến tôi không biết nên đọc từ đâu Tôi dừng lại ở một đoạn tin nhắn đầy mùi mẫn đọc tới đâu nước mắt tôi rơi tới đó giữa họ là mối quan hệ nhân tình hóa ra chồng tôi đã phản bội tôi từ lâu lắm rồi cô gái này là đồng nghiệp làm chung trong công ty của chồng tôi họ đã qua lại với nhau hơn một năm nay rồi đến bây giờ thì tôi mới hiểu cái lời mà thằng em rẻ tôi đã nói khi nó bảo chồng tôi không có mắt nhìn tôi đọc hết tất cả các dòng tin nhắn ngoài những lời bông đùa tán tỉnh nhau trong những lần nói chuyện chồng tôi cũng có nhắc đến tôi và thực sự tôi không thể ngờ chồng tôi lại coi tôi là một người như thế trong cái cách mà anh nói chuyện anh coi thường tôi khi tôi là một người học hành không cân xứng với anh anh coi thường tôi khi tôi chỉ là một người phụ nữ ở nhà quanh quẩn với bếp núc con cái anh so sánh tôi với cô nhân tình suốt ngày váy vóc nước hoa son phấn và cái lý do mà anh nói với cô nhân tình của anh rằng việc anh cặp bồ chẳng qua là tại vì tôi đã quá nhàm chán chồng tôi không thích một người phụ nữ quá an phận ngày đó nếu như không vì tôi có bầu Thì anh sẽ chẳng bao giờ cưới tôi Nước mắt tôi lăn dài Trong lòng tôi đau vì sự phản bội Đau vì sự coi thường Mà anh đã dành cho tôi Tôi kéo xuống những dòng tin nhắn tiếp theo Mới biết Họ đã nằm với nhau như vợ chồng Có lẽ cũng bởi vì thế Mà sau này chồng tôi Vẫn ngày càng lạnh nhạt với tôi Tôi vào trang cá nhân facebook của cô Hà nhân tình Rõ ràng Là cô gái này rất đẹp và đúng chuẩn một cô gái hiện đại bất giác tôi thấy chua chát thanh xuân của tôi bao nhiêu năm làm công nhân để lo toan cho anh học hành cố gắng cho sự nghiệp của anh để bây giờ tôi nhận lại là sự coi thường và khinh bỉ tôi chợt nghĩ nếu như tôi sống ích kỷ cho mình thì bây giờ tôi vẫn trẻ đẹp như cô gái này thậm chí tôi còn được làm nhiều thứ mình thích chứ không phải suốt ngày bó mình vào sự ràng buộc khổ đau như thế này tôi liếc thấy ngày sinh trong phần thông tin của cô gái này xong rồi tôi nhập thử mật khẩu điện thoại của anh và thật bất ngờ anh lấy ngày sinh của cô ta làm mật khẩu điện thoại tôi nhìn sang chồng mình mà cười khẩy hóa ra con ả nhân tình này còn quan trọng hơn cả con anh sao tôi đánh dấu tin nhắn chưa đọc và trả điện thoại anh về chỗ cũ như chưa có chuyện gì Tôi lê tấm thân mỏi mệt đứng trước hương Nhìn cái khuôn mặt phờ phạc và đầy mệt mỏi của chính mình Mà khẽ thở dài một tiếng Tôi cảm thấy bất lực với chính mình Tôi phải làm gì đây Hùng hổ đi đánh ghen Như những bà vợ khác hay là Lại một màn khóc lóc Làm rùm beng lên để tra hỏi anh Lý do tại sao anh lại ngoại tình Không Dù cho là cách nào đi chăng nữa Kết quả tôi nhận lại chỉ có thể Là sự ê chề mà thôi bởi một khi đã lựa chọn ngoại tình thì làm gì mà có lý do. Tôi đã đứng một mình ở trước gương suốt một tiếng đồng hồ mà đưa đôi mắt thất thần nhìn chính bản thân mình. Trong lòng tôi lúc này thì tràn lên một nỗi hận. Trong suốt những năm tháng tuổi trẻ của tôi, tôi đã hy sinh cho anh hết tiền tài, sức khỏe, sự trẻ đẹp và trao hết cho anh sự chân thành, thế nhưng mà điều tôi nhận lại lại là như thế này. Tôi nắm hai bàn tay thật chặt Tôi quyết tâm một lần phải sống như chính bản thân mình Sáng hôm sau tôi vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra Tôi cố giữ một vẻ mặt bình tĩnh nhất cho chính mình Để chồng tôi không phát hiện ra sự bất thường của tôi Tôi vẫn chuẩn bị bữa sáng như thường ngày Vẫn chuẩn bị quần áo cho anh đi làm Nhưng mà trong lòng tôi vẫn tràn lên sự căm phẫn đến tột độ Người đàn ông tôi gọi là chồng đang ở trước mặt tôi bây giờ Quả thực là đáng căm hận Chồng tôi đi làm, tôi ngồi một mình thở thẫn, tôi cảm thấy hối tiếc cho thanh xuân của mình mà cứ ngồi hoài niệm về thời tôi còn trẻ. Anh Điền xuất hiện, anh ghé tới uống cà phê như thường lệ. Thấy anh bất giác nước mắt tôi lại trực trào ra. Trong cái sự buồn tủi và ấm ức tối qua tới giờ, tôi kể hết mọi thứ dơ bẩn của chồng mình mà tôi đã chứng kiến. Lần này thì anh Điền không có bình tĩnh như những lần tôi chia sẻ chuyện mình với anh. Hai tay anh nắm chặt lại, bất giác anh nắm chặt lấy tay tôi rồi anh kéo tôi vào phía góc quán quen thuộc. Tôi có chút hoảng sợ, muốn buông tay anh ra nhưng anh lại càng nắm chặt. Anh ép tôi đứng sát tường mà giữ chặt lấy tôi. Tôi đã hoảng sợ thật sự khi mà thấy anh như thế này. Anh đừng làm như thế mà, đông người mà. Anh điền ngang tàng mà kệ tôi nói, anh đang ghé sát lại gần tôi đồ môi anh tham lam chiếm lấy môi tôi mặc cho tôi dễ dụa chỉ đến khi tôi không thở được nữa thì anh mới ngừng lại tôi hồn hển trong sợ hãi và mệt nhoài tôi nhìn anh với đôi mắt còn ngân ngấn nước giọng ấp úng anh đã ôm chầm lấy tôi bên tai tôi anh đã thì thầm những câu nhẹ nhàng đầy ngọt ngào Em không nên phí nước mắt cho một người không xứng đáng Anh luôn ở cạnh em Nước mắt tôi lại rơi Ở khoảng cách gần như thế này Tôi lại càng cảm nhận rõ Từng nhịp tim của anh đang cùng tôi đập rộn rã Nụ hôn vội sáng nay Khiến tâm trí tôi bị sao động Mặc dù anh đã về rồi Nhưng đến bây giờ má tôi vẫn đỏ ửng vì xấu hổ Suốt một ngày dài Tôi cứ bị ám ảnh bởi nụ hôn Và những tiếng thở hồn hển bên tai mình Mặc dù tôi chưa vượt quá giới hạn Mặc dù chồng tôi là một kẻ ngoại tình Nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy Mình vừa làm chuyện có lỗi với chồng mình Có lẽ sự rung động của nụ hôn ban sáng Khiến cho tôi tạm lắng đi nỗi đau bị chồng phản bội Tôi không suy nghĩ nhiều về chuyện của chồng mình nữa Tôi đã nghĩ thoáng ra rồi Tất nhiên thì tôi chẳng thể tiếp nhận chuyện này được Nhưng mà bây giờ tôi có làm dùm beng lên Cũng chẳng giải quyết được gì Chồng tôi ngoại tình thì cũng ngoại tình rồi ăn nằm với cô ta cũng đã ăn nằm rồi bây giờ tôi có làm gì đi chăng nữa cũng chẳng thể nào thay đổi được cái sự thật phũ phàng này thay vì tôi giàu dĩ đau khổ vì chồng mình thì nhược bằng tôi cần phải trau chuốt bản thân biết yêu bản thân mình hơn và còn phải tính tới tích góp tiền bạc phòng khi sau này phải một mình nuôi con những ngày sau đó tôi chú tâm hơn vào ngoại hình của mình tôi không còn xòe xòa như trước nữa tôi gửi con cho ngoại đóng quán một ngày để tự do buông thả bản thân mua sắm những gì mình thích ngắm nhìn mình trong gương khi đã mặc những bộ đồ đẹp đẽ tôi điểm lên khuôn mặt của mình những mỹ phẩm đắt tiền tôi mới thấy là tự chính tôi bỏ phí đi thanh xuân của mình tự tôi hạ thấp giá trị bản thân mình chứ không phải là một người nào khác tôi đã hẹn gặp anh điền ở một quán cà phê gần trung tâm mua sắm từ cái ngày anh sỗ sàng hôn tôi mặc dù thì tôi không trách mắng gì anh cả nhưng mà tôi thấy ngượng ngùng nên tôi vẫn tìm cách tránh mặt sau cái ngày hôm đó tôi đã nhắn tin cho anh bảo anh tạm thời khoan hãy tới quán của tôi tôi mong anh cho tôi một chút thời gian và hôm nay chính là ngày sau khoảng thời gian đó tôi hẹn gặp lại anh tôi nhìn thấy rõ sự bất ngờ trong nước mắt của anh điền cũng đúng thôi ngay cả bản thân tôi nhìn thấy tôi thay đổi như thế này tôi càng ngạc nhiên huống hồ gì là người khác trong ánh mắt của anh tôi vẫn cảm nhận được sự hiền hòa và chiều mến anh vẫn nhẹ nhàng và ân cần như những ngày qua mặc dù một thời gian chúng tôi không trò chuyện với nhau nhưng mà bây giờ đang ngồi cạnh nhau lại ngỡ như chỉ mới hôm qua quả thực giữa tôi với anh là rất hợp nhau tôi chỉ định gặp anh một lát rồi tôi sẽ về để đón con nhưng mà ngay cái giây phút tôi đứng lên để bước ra xe Tôi lại thấy chồng tôi cùng ả à nhân tình đang cùng nhau bước vào trong một khách sạn Tôi đứng chết chân, đôi tay tôi bắt đầu run lẩy bẩy Mặc dù tôi đã biết chồng tôi ngoại tình Nhưng khi trực tiếp chứng kiến cái cảnh này Vẫn không thể khiến tôi đỡ sốc Tôi bắt đầu mất bình tĩnh Tôi không cảm thấy đau Chỉ là có chút gì đó Nó nhói lên nơi lồng ngực Khiến tôi vô cùng khó chịu anh Điền hình như cũng nhìn ra được sự bất thường ở tôi Anh chạy vội tới kéo tôi úp mặt vào bờ ngực rắn chắc của anh Anh không muốn tôi chứng kiến cái cảnh đó thêm nữa Anh chẳng nói gì cả Anh chỉ lặng lẽ đứng ôm tôi và vỗ nhẹ vào lưng tôi Cũng không biết tôi đang vì sự ngông cuồng của bản thân Mà muốn trả đũa chồng mình Hay là vì trong giây phút này tôi đang thấy rung động với anh Điền để rồi tôi lại chủ động tìm tới đôi môi của anh và thuận theo như một lẽ tự nhiên, chuyện gì tới cũng tới, tôi ngả lòng mình vào anh. Chúng tôi cùng bước vào một khách sạn gần đấy, trong cái sự đam mê và những khoái cảm xác thịt của sự hoan lạc, khiến nay tôi mới thấy, tôi vốn dĩ vẫn là một người đàn bà vẫn có những khao khát, vẫn có những ham muốn từ sâu thẳm trong đáy lòng mình, chỉ là điều này đã một thời gian lâu rồi tôi không tìm thấy được ở chồng mình. Chúng tôi cứ thế mà triền miên bên nhau mãi đến chiều. Có lẽ khi được ở gần người mà mình thương mến thì thời gian bao nhiêu cũng không đủ. Từ trưa tới chiều, ấy thế mà tôi lại cảm thấy thời gian trôi nhanh chóng. Chúng tôi cùng đứng dậy sửa soạn lại quần áo, chia tay nhau trong bệnh diện trong lòng tôi lúc này chỉ có duy nhất sự thỏa mãn và hạnh phúc khi tôi có được tình yêu và sự quan tâm của một người đàn ông khác và ngạc nhiên lúc này tôi chẳng cảm thấy có chút nào là tội lỗi chuyện gì cũng vậy khi đã xảy ra một lần thì sẽ có lần thứ hai lần thứ ba và nhiều hơn thế vì tôi và anh điền đã chót cùng nhau xa chân vào vũng bùn của ngoại tình và tội lỗi thì điều đó chẳng thể dừng lại ở một lần duy nhất Tôi nghĩ về anh nhiều hơn Hầu hết tất cả suy nghĩ trong ngày của tôi Chỉ dồn hết vào anh Điền Và mặc nhiên chồng tôi có làm gì Đi đâu tôi cũng chẳng bận tâm nữa Về cái chuyện ngoại tình của anh Tôi cũng gạt qua một bên Thôi thì tôi nghĩ tôi cũng đang như thế mà Tôi và anh Điền tranh thủ mọi lúc có thể Gặp nhau buổi sáng Khi anh tới uống cà phê Dù không thể đụng chạm xác thịt Nhưng chúng tôi vẫn không quên Trao cho nhau những nụ hôn vội hay những cái ôm ấm áp. Vào ban trưa, khi ít khách, tôi lại cùng anh đi tìm những cảm giác khoan khoái, hoang hoải trong những khoái cảm mà chỉ khi gặp nhau chúng tôi mới có thể có. Còn tôi cũng đã lớn thêm một chút, nó đã đi học nên tôi lại càng có thời gian nhiều hơn, hầu như ngày nào anh và tôi cũng tìm tới nhau. Ban đầu thì tôi còn ngại ngùng và cũng thi thoảng có những nỗi dai dứt về chuyện sai trái của mình nhưng rồi dần dần tôi là cảm thấy đó như là thói quen tôi thích anh điền tôi cảm thấy yêu anh ấy và dường như chỉ có anh ấy cạnh bên mới có thể xoa dịu đi cái cuộc sống tẻ nhạt của tôi ngay lúc này có những giây phút tôi đã tham lam tôi nghĩ rằng tới một ngày nào đó tôi sẽ ly hôn chồng và cuộc sống sau này của tôi sẽ chỉ có anh điền và tôi cùng đứa con của tôi nữa ban ngày tôi triển miên với những cảm xúc yêu đương với anh điền tôi cảm thấy tôi như cô gái mới lớn được lần đầu nếm trải cảm giác yêu những thứ dịu dàng ngọt ngào từ anh điền rõ ràng trước nay tôi chưa bao giờ nhận được từ chồng mình tất cả những thứ ở anh tôi luôn cảm thấy mới mẻ ở cạnh anh tôi thấy trái tim mình luôn đập rộn ràng rồi đêm về mặc dù nằm bên chồng nhưng mà trong tâm trí tôi chưa một giây phút nào ngừng nghĩ đến anh điền có những đêm khi chồng tôi đã ngủ say rồi tôi lại lặng lẽ ôm điện thoại mà gửi những lời nhớ thương cho anh điền có những lúc nhìn chồng mình đã ngủ say tôi lại thầm nghĩ giá như người nằm cạnh tôi ngay lúc này là anh điền thì tốt biết bao sự thay đổi về ngoại hình của tôi khiến cho chồng tôi cũng có chút để tâm mặc dù anh không nói ra nhưng tôi biết anh vẫn chú ý đến tôi rất nhiều nên là những lúc có chồng tôi ở nhà tôi lại thận trọng hơn trong việc nhắn tin với anh điền và chúng tôi cũng đã thống nhất với nhau bất cứ lúc nào chồng tôi ở nhà thì chúng tôi sẽ không nhắn tin việc tôi bỗng chốc xinh đẹp hơn hình như cũng làm chồng tôi thấy hào hứng hơn trước nếu là trước đây anh luôn né tránh chuyện vợ chồng thì nay anh lại chủ động vồn vã để tìm cơ hội gần gũi với tôi nếu nói ra Tôi biết tôi là một con đàn bà tệ mạt Nhưng mà dường như Tôi không có cảm giác gì với chồng mình nữa Mỗi lần chồng tôi đụng chạm vào cơ thể mình Là tôi cảm thấy khó chịu Tôi cũng muốn bài xích anh ra Trong thâm tâm Tôi chỉ nghĩ tôi chỉ muốn duy nhất Một mình anh Điền mà thôi Nhưng mà là vợ chồng Làm sao có thể né tránh chuyện này được Thế nên là mặc dù Người đang cùng tôi gần gũi là chồng nhưng mà trong tâm trí tôi Chỉ duy nhất hình ảnh của anh Điền Những khi ấy tôi lại nhắm mắt lại Và mường tượng ra Người đang cùng với tôi là anh Điền Để tôi có thể tìm lấy một chút khái cảm Cho bản thân mình Khoảng thời gian chúng tôi bên cạnh nhau Có lẽ là khoảng thời gian tôi hạnh phúc nhất Từ khi biết tới tình yêu Nhưng mà dù sao Cái mối quan hệ giữa chúng tôi là sai trái Nên trong lòng của tôi Luôn nâm nớp nỗi lo sợ Chồng tôi dạo này có vẻ trầm tư hơn trước đây Anh cũng về sớm hơn mọi ngày Cũng chính vì thế Mà tôi chẳng có thời gian ở bên anh Điền nhiều như trước Vì tôi chẳng thể giải thích được Sự vắng mặt của mình Nếu như chồng tôi về nhà Dạo gần đây Tôi thấy chồng mình cư xử với tôi có phần dịu dàng hơn Trước nay tôi đã quen với sự vô tâm Và những lời nói như sát muối vào vết thương của anh nên là khi thấy anh thay đổi như thế này trong lòng tôi cũng có chút khó tiếp nhận đêm khuya khi chồng tôi đã ngủ say tôi lại lén lút mở điện thoại của chồng mình ra xem những dòng tin nhắn còn lưu trong điện thoại tôi biết được cô hà nhân tình cũng đã phản bội anh cô nàng đã tìm thấy một mối ngon hơn thế nên là đã lừa gạt chồng tôi để lấy được một số tiền lớn xong rồi thì cô ta đá chồng tôi một cách vô tình có lẽ cũng chính vì lẽ đó mà chồng tôi trở nên trầm tư hơn và có lẽ cũng qua cái lần này chồng tôi mới có thể thấm thía được giá trị của cuộc hôn nhân này đáng lý ra thấy chồng tôi bị như thế này tôi sẽ thấy hà hê nhưng mà tôi lại thở dài khi chính tôi cũng đang mắc kẹt trong một mối quan hệ ngoại tình như thế này thà rằng chồng tôi cũng ngoại tình như trước đây thì tôi sẽ phần nào đừng ánh áy náy và lo sợ khoảng thời gian sau đó chính tôi cũng là người ngạc nhiên khi mà chồng tôi đã thay đổi hoàn toàn anh không còn vô tâm nữa cũng không đi sớm về khuya anh cũng phụ tôi chăm sóc con cái và những lời nói với tôi anh cũng đã nhẹ nhàng hơn chồng tôi càng thay đổi lại càng khiến tôi say dứt tôi lại càng cảm thấy tội lỗi mỗi khi tôi lại tìm đến anh điền mỗi khi chúng tôi đang mây mưa cùng nhau chủ nhật hôm đó chồng tôi nghỉ ở nhà Tôi cũng đang cố gắng làm tròn bổn phận của một người vợ, khi mà đang dọn dẹp nhà cửa, bất chợt điện thoại của tôi reo lên, là anh Điền gọi. Tôi có chút lo sợ, tôi đã giao kèo với anh ấy là mỗi khi chồng tôi ở nhà thì sẽ không liên lạc và ngày chủ nhật thì chúng tôi sẽ không gặp nhau. Ấy thế mà hôm nay anh lại làm trái với giao kèo ấy. Tôi liếc thấy chồng tôi không để ý là lén lút bước ra ngoài để nghe điện thoại phía bên kia là giọng anh điền hình như anh đang say anh ấy cứ một mực muốn tôi phải gặp bằng được mặc dù tôi có giải thích rằng chồng tôi ở nhà tôi sẽ chẳng có lý do gì để đi được nhưng mà anh điền vẫn không chịu tan máy thế rồi mặc dù tôi cảm thấy lo sợ nhưng rồi tôi cũng làm liều mà nói dối chồng mình rằng bạn tôi đang bị bệnh nên tôi cần phải tới bệnh viện chồng tôi cũng chẳng quá đa nghi với lời nói dối của tôi cho đến khi Dắt được xe ra khỏi cổng rồi, tôi mới hối hả chạy thật nhanh tới chỗ anh Điền. Cũng chẳng biết hôm nay tại sao anh lại uống say như thế, nhưng mà vừa thấy tôi, anh lại cuồng nhiệt, vồn vã và lao lại phía tôi một cách đầy tham lam. Tôi quẳng cái nỗi lo sợ qua một bên mà cùng anh chìm vào trầm luân. Chúng tôi cứ thế mây mưa mà quên hết thời gian, đến khi tôi nhìn đồng hồ, giật mình thấy đã hơn 5 giờ chiều. Tôi lại vội vã tức tốc chạy về nhà Trong nỗi lo sợ bị bại lộ Tôi sợ chồng mình sẽ tra hỏi tôi Về việc tôi vắng mặt lâu Nhưng khi tôi về đến nhà Lại thấy chồng tôi đang nấu ăn trong bếp Con đã được cho ăn và đã tắm Tự nhiên nhìn cái cảnh này Tôi lại thấy hối hận Bỗng dưng Hai hàng nước mắt tôi trào ra Bữa tôi hôm đấy tôi gượng gạo Tới mức chàng thể nuốt nổi cơm tôi cũng chẳng định nghĩa được cái cảm giác trong bản thân tôi bây giờ là như thế nào nữa tối hôm ấy khi con tôi đã ngủ chồng tôi đã quỳ mọp dưới chân tôi để cầu xin tôi tha thứ anh vẫn đinh đinh rằng tôi không biết chuyện anh ngoại tình nhưng bây giờ anh đã thú thật với tôi rằng có một thời gian anh đã lầm đường lạc lối chồng tôi đã khóc sau bao nhiêu chuyện xảy ra chồng tôi đã thấm thía mà biết trân trọng tôi hơn nhiều chồng tôi vẫn chọn cách thật thà để thú nhận mọi chuyện còn tôi im lặng tôi đứng chết chân trước sự đường đột này chồng tôi cứ nghĩ là tôi sốc vì chuyện anh vừa nói ra nhưng không phải tôi đang phải đấu tranh tư tưởng giữa chồng tôi và anh điền lúc này người sai không chỉ là mình chồng tôi nữa mà ngay cả bản thân tôi cũng đã nhúng chân vào sai lầm tôi chết chân bởi sự thay đổi đột ngột của chồng mình sự thú nhận này của chồng mình không khác nào như một gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi vì chính tôi cũng đang là một kẻ sai lầm như thế tôi không trả lời câu nào với chồng cả suốt một đêm hôm đó vợ chồng tôi không ngủ mà nằm nói chuyện với nhau tới sáng lần đầu tiên cả hai vợ chồng chúng tôi mở lòng ra mà trải lòng với nhau sáng ngày hôm sau tôi hẹn gặp anh điền ở một quán cà phê trong cái điệu nhạc du dương nhẹ nhàng cùng làn gió nhẹ thổi phất phơ mái tóc tôi bối rối đan hai bàn tay vào nhau và rồi thì tôi cũng can đảm để nói ra lời chia tay với anh điền có lẽ kết quả này là điều anh ấy cũng đã dự tính từ trước nên là anh chẳng ngạc nhiên vì điều này anh ấy chỉ tiếc rằng thời gian được ở bên tôi quá ngắn chúng tôi chào nhau và chia tay trong êm đẹp có một chút đau khổ con tim vẫn nhói lên những cơn đau quặn thắt nhưng mà suy cho cùng sự lựa chọn thế này là đúng đắn cho cả hai tôi đã sai nhưng đã tới lúc tôi cần phải biết dừng lại vì phía sau tôi không chỉ là chồng mình không chỉ là hạnh phúc gia đình cần được vun vén mà còn là đứa con của tôi là tương lai của nó anh điền cũng cần phải rời xa tôi để tìm thấy một hạnh phúc lâu bền chứ không phải là tìm kiếm hạnh phúc góp nhặt và lén lút như thế này đến lúc này tôi mới nhận ra rằng chẳng có một hạnh phúc nào có thể được duy trì bền vững khi đánh đổi hạnh phúc của một người khác tôi quay về nhà lại đeo tạp dề và vào bếp tôi vẫn là một người vợ một người mẹ tôi sẽ tiếp tục cùng chồng mình gây dựng lại cuộc sống vợ chồng hạnh phúc hơn trước duy chỉ có một điều tôi giấu kín chồng mình là chuyện tôi đã ngoại tình tôi coi đó như là một bước ngoặt trong cuộc đời mình Quá khứ là quá khứ Tôi không phải chối bỏ nó Coi như là đó cũng là một chút kỷ niệm đẹp Để tôi lưu lại trong ký ức đời mình Nói đến đây Tôi không phải cổ suý cho việc ngoại tình Nhưng suy cho cùng Trong mỗi chúng ta Khi đã lỡ sai lầm Miễn là chúng ta biết dừng lại đúng lúc Biết sửa đổi Thì vẫn luôn có một chốn cho chúng ta quay đầu Quý vị và các bạn thân mến Câu chuyện đã khép lại ở đây rồi theo như chia sẻ của người đàn bà trong câu chuyện này thì cô đã phải sống trong cảnh làm dâu làm vợ đầy sóng gió thanh xuân của cô là sự hy sinh cho chồng cho gia đình nhà chồng tiền bạc cô vất vả làm ra đều dành dụm để lo cho sự nghiệp của chồng để chồng được nở mày nở mặt nhưng trong cái gia đình nhà chồng nào ai thấu hiểu cho nỗi vất vả của cô chẳng những thế trong con mắt của họ cô không xứng đáng với chồng cô Bởi cô chỉ là một cô công nhân Còn chồng cô là một người có sự nghiệp Cô chẳng dám chăm chút cho bản thân Khiến cho cô không thể được như những đồng nghiệp của chồng Và rồi chồng cô đã ngoại tình Chỉ đến khi anh ta bị cô bồ nhí đá Vì anh ta không còn giá trị lợi dụng Thì anh ta mới quay về thay đổi thái độ với cô Chỉ những lúc buồn khổ Thì lại có một người đàn ông khác để cô giải bày những tủi cực của cuộc đời mình Và rồi điều gì đến, tất phải đến Cô đã cảm mến người đàn ông này Họ đến với nhau bằng tình cảm chân thành Nhưng rồi cô vẫn còn đủ tỉnh táo Để chia tay với anh ta trong êm đẹp Bởi phía sau cô không chỉ là chồng cô Không chỉ là hạnh phúc gia đình cần vun vén Mà còn là con của cô, là tương lai của con cô cô đã nhận ra rằng chẳng có hạnh phúc nào có thể được duy trì bền vững khi đánh đổi hạnh phúc của một người khác. Đến đây chắc hẳn trong chúng ta ai cũng thấy rằng con người không tránh khỏi có những lúc sai lầm. Nhưng nếu biết dừng lại đúng lúc, biết sửa đổi thì vẫn luôn có một chốn để quay về, phải không quý vị và các bạn? Nhân lệ cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.